Thời gian này rất khó khăn đối với Nhã Lan. Anh không biết làm sao để cổ nguôi giận, nhưng mà bởi vì lúc trước em nói thẳng với cổ luôn là em đã yêu người khác rồi, thì mọi chuyện đã tốt biết mấy. Anh xin lỗi vì đây là hình của anh, nhưng người nằm dưới đó lại là em. Anh xin lỗi vì anh đã sống cuộc đời của em nhưng không thể làm những người xung quanh của em hạnh phúc hơn được. Nhưng anh hứa, anh sẽ mau chóng tìm ra kẻ đã giết em và bà để kết thúc chuyện này. Chào anh nha Minh Hoàng. Đang phát sóng trên ứng dụng Vion. Anh đã chết rồi mà. Không, anh là Minh Quy. Anh đã bị người ta giết rồi mà. Chính em là người chôn xác anh mà. Không phải, nghe nói là đây là ông Vũ, người đã giúp anh giả chết. Nếu anh xuất hiện, anh sẽ bị truy sát, hiểu chưa? Không phải gì vậy. Bình tĩnh. 5-6 tuổi, mày bị té ghe đập đầu. Tao với mày sợ bị ăn đòn nên giấu mọi người. Bây giờ mày còn phải theo ở đây, đúng không? Đúng rồi. Đúng là anh Quy rồi. Chuyện này chỉ có hai đứa mình biết thôi à. Anh đây. Sao anh có thể sống như vậy được hả? Anh có biết là mọi người khổ sở với anh lắm không? Hảo An vì anh mà khóc sưng hết hai mắt lên rồi kìa. Còn dì Tư phải nhập viện vì anh biết bao nhiêu lần. Anh biết. Trong khi anh sống nhẫn nhơ, ăn mặc bảnh tỏn vậy á. Mày nói cái gì Đạt? Trước khi đi anh đã gặp mày rồi và anh nhờ mày chăm sóc mọi người giùm anh. Bây giờ anh xuất hiện là anh chết liền, mày hiểu chưa? Mày nghĩ anh sung sướng khi anh sống như vậy lắm hả? Mày nghĩ anh vui lắm hả? Khi mỗi ngày phải đứng từ xa nhìn không được lại gần mọi người. Rồi anh chọn cách hành hạ người thân mình vậy đó hả? Anh quá đáng lắm á. Nhiều lúc em nhìn thấy dì Tư khóc mà em ước gì em có thể chết thay anh vậy đó. Dù sao thì em cũng chỉ là một thằng mồ côi thôi à. Còn anh, gia đình thương anh lắm á anh Huy. Anh Huy! Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng Vion. Hai! Mẹ ơi! Con ơi là con ơi! Mẹ ơi! Trời đất ơi! Hai mẹ con bà đứng lại giùm tôi được không? Khóc mấy ngày chưa đã hả? Khóc gì mà khóc hoài? Khóc đi, khóc cho lạ đi, khóc cho cố sáng đi. Cố ra, chặt đất ăn cả lũ luôn. Con ơi. Ông ơi, mấy anh công an đưa nhầm cho mình cái đồ này. Không phải con Quy. Rồi chứ phải thánh đâu, cũng phải có lúc nhầm lẫn chứ. Tôi nói nhầm lẫn rồi, cái này không phải của thằng Quy. Rồi, không phải của thằng Quy. Cái nào? Cái này là của kẻ đã giết anh hai con không? Sao mẹ không nghĩ là của cô gái nào đó thích anh hai rồi tặng cho ảnh là sao? Con đi kêu thằng Đạt lấy xe chở mẹ lên đồn công an liền đi. Mẹ phải hỏi cho ra lẽ chuyện này. Đi nhanh đi, con có nghe mẹ nói gì không? Sao ngồi đó vậy? Đi đi. Anh xin lỗi vì đây là hình của anh, nhưng người nằm dưới đó lại là em. Anh xin lỗi vì anh đã sống cuộc đời của em nhưng không thể làm những người xung quanh của em hạnh phúc hơn được. Minh Huy! Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng Vion.